Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương và trách nhiệm cao, trong chiều ngày 11 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 40. Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ các dự án luật, dự thảo, nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, giao Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan có liên quan rà soát kỹ từng đầu việc, bảo đảm triển khai ngay các nội dung đưa vào chương trình công tác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2025. Trước hết là chuẩn bị kịp thời nội dung cho phiên họp vào tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch Quốc hội lưu ý trước mắt trong thời gian còn lại của tháng 12 năm 2024 và 3 tháng đầu năm 2025, tập trung cao độ để xử lý một khối lượng công việc rất lớn, đòi hỏi rất cao về tiến độ, đặc biệt là việc thực hiện, sắp xếp tinh gọn, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị. Trước hết là các cơ quan trung ương cần sớm hoàn thành trước Đại hội Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong tháng 2 năm 2025 dự kiến sẽ diễn ra kỳ họp bất thường lần thứ 9 để sửa đổi các luật liên quan, phục vụ triển khai chủ trương sắp xếp tổ chức tinh gọn bộ máy. Tháng 1 năm 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để cho ý kiến một bước về nội dung này. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan của Quốc hội phối hợp cùng các cơ quan của Chính phủ khẩn trương tăng tốc chuẩn bị tài liệu, đảm bảo tiến độ trình đã đề ra. Trước đó, trong phiên họp chiều với 100% đại biểu có mặt tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua pháp lệnh chi phí tố tụng, cho ý kiến về dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ hỗ trợ đầu tư. Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về sự cần thiết ban hành nghị định để bảo đảm công tác tổ chức thực hiện các nội dung đã được quy định trong các luật, nghị quyết của Quốc hội nhằm triển khai các chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư trong bối cảnh mới về thực thi thuế tối thiểu toàn cầu, duy trì tính hấp dẫn của môi trường đầu tư tại Việt Nam, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với thông lệ quốc tế. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia dựa vào dân để xây dựng Đảng theo tinh thần Đại hội 13, những vấn đề lý luận và thực tiễn. 40 tham luận gửi về hội thảo đã tập trung đánh giá nhận định về kết quả thực tiễn của việc dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng thời gian qua, làm nổi bật vị trí vai trò của nhân dân trong lịch sử, lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và nhân dân, quan điểm dân là gốc, dân là trung tâm của Đảng, gắn với phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng hiện nay. Nhiều ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học nêu lên các giải pháp và kiến nghị nhằm tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân như chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về quyền làm chủ, ý thức trách nhiệm của nhân dân, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện cơ chế đối thoại, bàn bạc và lắng nghe xử lý những ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội để thực sự gần dân, sát dân. Trước hết, đường lối chính trị của Đảng phải đảm bảo thực sự là ý Đảng, lòng dân, thực sự tôn trọng và phát huy quyền và trách nhiệm làm chủ, vai trò chủ thể của nhân dân, kiên trì cụ thể hóa phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024, trong ngày 11 tháng 12, đoàn công tác của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách tại tỉnh Hà Giang. Đoàn công tác đã thăm tặng quà cho hai gia đình chính sách tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang, bao gồm gia đình bà Nguyễn Thị Hoa, vợ liệt sĩ Nguyễn Công Trương, Vị Xuyên, Hà Giang và gia đình cựu chiến binh Nguyễn Trọng Đài bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ 46%. Hiện ông Đài đang nuôi con gái đầu và cháu nội bị ảnh hưởng chất độc da cam. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Giang đã che chở, đùm bọc, giúp đỡ tận tình đối với cán bộ chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam trong suốt những năm tháng kháng chiến giành độc lập, tự do cho dân tộc, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cũng như trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của quân đội ta. Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đề nghị
Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Giang tiếp tục làm tốt công tác chính sách, kịp thời quan tâm, động viên để các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế và góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng quê hương Điện Biên ngày càng giàu đẹp. Và cũng nhân dịp này, đoàn công tác cũng đã đến đặt vòng hoa viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên và Đền thờ Liệt sĩ Điểm Cao 468, xã Thanh Thủy, Vị Xuyên, qua đó nhằm tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Thưa quý vị, sau khi truyền hình thông tấn phản ánh về tình trạng sạt lở bờ biển Quảng Ngãi trong ngày 11 tháng 12, trao đổi với phóng viên, Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hoàng Giang vừa có công văn số 6666 yêu cầu Ủy ban Nhân dân huyện Bình Sơn xử lý sạt lở bờ biển đoạn từ đồn biên phòng, cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bãi biển Hòn Cóc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn. Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu huyện Bình Sơn phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất chủ động theo dõi và xử lý sạt lở bờ biển thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận. Thông báo cắm biển cảnh báo khoanh vùng không cho người và phương tiện lại gần khu vực sạt lở, theo dõi diễn biến sạt lở, huy động lực lượng phương tiện vật tư để thực hiện bước đầu xử lý sạt lở. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn huyện Bình Xuyên, Bình Sơn khắc phục và xử lý sạt lở tại thôn Tuyết Diêm 1. Mưa lớn và chiều cường trong những ngày đầu tháng 11 vừa qua đã khiến cho bờ biển khu vực đồn biên phòng, cửa khẩu Cảng Dung Quất đến bờ biển Hòn Cóc, thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận bị sạt lở với chiều dài là 500m. Sạt lở bờ biển thôn Tuyết Diêm 1 có nguy cơ ảnh hưởng đến các công trình của đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Dung Quất và các hộ dân sinh sống lân cận. Trong chiều ngày 11 tháng 12, tại công viên Giọt Nước, thành phố Kon Tum, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum đã tổ chức khai mạc lễ hội đường phố với sự tham gia trình diễn của hơn 1.000 nghệ nhân đến từ các huyện, thành phố trên địa bàn. Chương trình nằm trong khuôn khổ các hoạt động của Tuần Văn hóa Du lịch và Liên hoan Cồng Chiêng Xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum năm 2024. Tại lễ hội, hơn 1.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, học sinh và đồng bào các dân tộc thiểu số đã diễu hành qua các tuyến đường chính như công viên Giọt Nước, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú và kết thúc tại công viên Quang Trung. Điểm nhấn chính của điệu múa Cồng Chiêng Xoang, diễn tấu các nhạc cụ dân tộc múa rối, diễn trò, đi cà kheo. Ngoài ra còn có múa lân sư rồng, khiêu vũ, dance sport. Điều này tạo nên một không gian văn hóa đa dạng và phong phú, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Lễ hội đường phố đã thu hút sự quan tâm hưởng ứng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này góp phần thu hút du khách gần xa đến với Kon Tum, quảng bá tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và văn hóa vùng miền của Việt Nam nói chung. Thưa quý vị, xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ và ô nhiễm môi trường. Vì thế, công tác bảo vệ môi trường luôn là nhiệm vụ tối quan trọng của các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực này, ghi nhận tại Tổng kho xăng dầu Đình Vũ thuộc Tổng công ty Dầu Việt Nam. Đây là một tình huống diễn tập giả định, có sự cố cháy nổ tại Tổng kho xăng dầu Đình Vũ, Tổng công ty Dầu Việt Nam. Chỉ trong chưa đầy một phút, nhân lực, vật lực và cả hệ thống phòng cháy chữa cháy đã được triển khai, thực hiện ngay công tác dập lửa. Kết quả này có được là do công tác diễn tập phòng cháy chữa cháy của xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ được triển khai thường kỳ. Cái nhất là khâu an toàn là bao giờ đặt lên hàng đầu. Các cái thiết bị an toàn luôn luôn được chuẩn bị một cách sẵn sàng. Con người thì được chuẩn bị phân công nhiệm vụ cơ bản trước khi vào ca sản xuất. Thì chúng tôi cũng luôn luôn nhắc nhở khách hàng và nhắc nhở chính anh em trong cái đơn vị mình là phải coi trọng cái việc giữ gìn vệ sinh an toàn môi trường trong lao động. Bên cạnh đó, công tác phòng cháy chữa cháy được ban lãnh đạo Tổng công ty Dầu cũng như ban lãnh đạo xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ đặc biệt quan tâm và ưu tiên. Ngay từ giai đoạn đầu của dự án, Tổng công ty Dầu cũng như đơn vị đã đầu tư tất cả các hệ thống theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành cũng như diễn tập, cán bộ nhân viên trong tổng kho cũng có nhiều sáng kiến, cải tiến để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy. Theo thiết kế, thẩm duyệt thiết kế cũng như nghiệm thu về phòng cháy cháy,
thì hiện tại đơn vị chỉ có một cái tép form chữa cháy được thiết kế ở bên cạnh trạm bơm chữa cháy cố định. Do vậy là cái tính linh hoạt để cung cấp form đến các cái vị trí phát sinh cháy có thể sẽ không được cơ động. Chính vì vậy chúng tôi đã cải tiến để làm sao có thể cung cấp cái lượng form đến tất cả các vị trí có rủi ro về cháy nổ trong các quá trình hoạt động của kho. Thế thì nhận thức được, triển khai nhận thức được cái giá trị của đề án thì tại xí nghiệp chúng tôi cũng đã thành lập một cái tổ gọi là tổ kiểm tra nội bộ để triển khai thực hiện đề án này. Thì văn bản thì được triển khai đến các phòng. Những cái phòng nào có cái tiêu chí liên quan thì các phòng nó sẽ triển khai làm tốt và tốt hơn nữa và cải tiến để làm tốt, hàng ngày là cải tiến. Đặc biệt thì cái tổ kiểm tra nội bộ của chúng tôi thì là hàng tuần là có kiểm tra đánh giá tất cả theo cái tiêu chí đề án đó. Công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ cũng như công tác môi trường là hai nhiệm vụ quan trọng nhất tại các tổng kho. Nhận thức được vấn đề này, tập thể cán bộ nhân viên tại xí nghiệp tổng kho xăng dầu Đình Vũ luôn hạn chế tới mức tối đa những tác nhân có thể gây nguy hiểm, cùng với đó tiếp tục nâng cao cảnh giác phòng cháy chữa cháy để có thể đảm bảo hoạt động của tổng kho một cách an toàn, thực hiện tốt việc luân chuyển, cung ứng xăng dầu, đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang thông tin quốc tế, Điện Kremlin trong ngày hôm nay tuyên bố việc đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự và phái bộ ngoại giao của Nga tại Syria là vô cùng quan trọng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Syria đang trong quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực tiềm ẩn, nhiều nguy cơ biến động. Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov, Moscow đang duy trì liên lạc với những người phụ trách tình hình tại Syria và hy vọng tình hình tại đây sẽ ổn định. Nga hiện có một căn cứ không quân lớn tại tỉnh Latakia và một căn cứ hải quân tại Tartu. Đây cũng là trung tâm sửa chữa và tiếp tế duy nhất của Moscow tại Địa Trung Hải. Một nghị sĩ cấp cao của Nga hôm qua khẳng định các căn cứ của nước này ở Syria vẫn đang được bảo vệ trước các cuộc tấn công dồn dập của lực lượng nổi dậy. Trên thế giới hiện có khoảng 150 triệu trẻ em chưa được đăng ký khai sinh, khiến các em trở thành những đối tượng vô hình và dễ bị tổn thương. Cảnh báo được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF đưa ra trong ngày hôm nay, 11 tháng 12, nhân kỷ niệm 78 năm thành lập tổ chức này. Theo báo cáo cập nhật năm 2024, UNICEF ước tính 77% trẻ em dưới 5 tuổi đã được đăng ký khai sinh trong 5 năm qua, tăng 2% so với năm 2019. Dù đã có bước tiến, nhưng hiện vẫn có 150 triệu trẻ em dưới 5 tuổi, tương đương với 23% trẻ em trong cùng độ tuổi, chưa nhận được quyền cơ bản này, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của các bé. Ngoài ra, 50 triệu trẻ em khác đã được đăng ký nhưng không có giấy khai sinh chính thức. Trong khi đó, giấy khai sinh là tài liệu thiết yếu, đảm bảo các quyền lợi của trẻ em như xác định thông tin về quốc tịch, quyền được đến trường hoặc được hưởng các dịch vụ y tế hay các dịch vụ thiết yếu khác. Theo UNICEF, sự hiểu biết về quy định đăng ký khai sinh và mức phí đăng ký cao là hai trong nhiều nguyên nhân khiến trẻ em không được khai sinh. Bên cạnh đó, các yếu tố khác như tình trạng phân biệt giới tính, các yếu tố dân tộc và tôn giáo cũng là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Thủ tướng Italy bà Giorgia Meloni đã được trang điện tử Politico Europe vinh danh là người quyền lực nhất châu Âu trong bảng xếp hạng năm 2025 với 28 nhân vật có ảnh hưởng nhất ở khu vực này. Trang Politico Europe cho biết bà Meloni được trao danh hiệu trên vì là người có thể hợp tác được với lực lượng theo chủ nghĩa dân tộc trong bối cảnh làn sóng này đang lan mạnh ở châu Âu, trong khi khu vực lại đang thiếu những nhân vật trung dung có khả năng ứng phó với làn sóng dân tộc chủ nghĩa. Ngoài ra, bà Meloni và chính phủ Italy còn được đánh giá cao trong quan hệ với Liên minh châu Âu-EU và với cả chính quyền Mỹ sắp tới của Tổng thống đắc cử Donald Trump. Bà Meloni cũng được biết đến là có quan hệ cá nhân tốt với tỷ phú Elon Musk, nhân vật được đánh giá sẽ giữ vai trò quan trọng trong chính phủ Mỹ sắp tới. Bảng xếp hạng của Politico Europe được cho là sẽ giúp nâng cao uy tín của nhà lãnh đạo Italy, người trước đó từng được dự đoán là sẽ có tương lai xám xịt ở châu Âu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.